Nhưng hôm nay tôi sẽ tiết lộ với bạn một bí mật mà hầu hết các trung tâm đánh bóng xe sẽ không muốn bạn biết, rằng thực sự chiếc xe của bạn có bóng đẹp như bạn nghĩ. Thì tôi sẽ cho các bạn thấy ngay bây giờ. Xin chào bạn, trong video này hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn những sai lầm thường gặp khi chúng ta đi đánh bóng phủ ceramic. Tôi là Cảnh, tôi là một master detailer. Thì trước đây tôi là một nhiếp ảnh gia và tôi yêu thích du lịch. Đặc biệt tôi cũng có đam mê rất lớn về xe cộ. Thì trong một lần đi du lịch Nhật Bản vào năm 2014, tôi có cơ hội tham gia một triển lãm Tokyo Auto Salon. Thì tại triển lãm này tôi có được chiêm ngưỡng những chiếc xe được chăm sóc bởi các detailer chuyên nghiệp. Thì tôi thực sự vô cùng ấn tượng với những chiếc xe này. Nước sơn của nó thực sự là có thể soi gương được các bạn. Và nó làm cho tôi vô cùng bất ngờ và tôi thực sự mê mẩn. Điều này khiến tôi quyết định trở thành một detailer chuyên nghiệp. Và tôi đã được các chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản và Hàn Quốc đào tạo về detailing. Và trong video này, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn các sai lầm thường gặp khi mà chúng ta đi đánh bóng vào phủ ceramic. Thì sai lầm đầu tiên mà khách hàng thường hay mắc phải đấy chính là chúng ta thường hay thích được phủ ceramic nhiều lớp. Bởi vì chúng ta thường nghĩ là nhiều lớp thì sẽ tốt cho sơn. Thì điều này liệu có đúng? Thì chúng ta cần hiểu là ceramic được cấu tạo thì chủ yếu từ thành phần titan dioxide hoặc silic dioxide. Thì các thành phần này sẽ lấp đầy những vết xước trên bề mặt sơn, làm cho bề mặt sơn trở nên bóng đẹp và giúp cho bề mặt sơn tránh khỏi tác nhân xấu từ môi trường. Nhưng khi chúng ta phủ chúng lên bề mặt sơn thì chúng chỉ có thể liên kết tốt nhất với bề mặt sơn chứ không phải liên kết tốt với nhau. Và để chúng liên kết được với nhau giữa các lớp phủ thì thường mất đến khoảng đến 6 đến 10 tiếng sau mỗi lần phủ thì chúng mới có thể liên kết được với nhau. Điều này thực sự là khó khi mà các trung tâm quảng cáo phủ 6, phủ 7 đến 10 lớp ceramic nhưng mà thường chỉ làm cho xe trong khoảng 2 ngày là cùng và trả xe cho khách. Thực sự là tôi cũng không hiểu là làm thế nào để có thể phủ được nhiều lớp như thế trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Và sai lầm tiếp theo mà khách hàng thường hay mắc phải là khách hàng thường nghĩ rằng quá trình đánh bóng phủ ceramic thì kết quả là xe sẽ bóng đẹp và có thể soi được gương. Thì là một master detailer thì tôi nghĩ rằng chuyện này không đơn giản chỉ là vậy. Bởi vì tôi có thể ví dụ cho bạn ngay thấy tại bây giờ thì chiếc xe này các bạn có thể thấy. Đây là hình ảnh mà có lẽ bạn thường xuyên bắt gặp trong các quảng cáo về đánh bóng. Thì các bạn thường hay nghĩ rằng đơn giản xe chỉ là bóng và có thể soi gương được là đủ. Nhưng hôm nay tôi sẽ tiết lộ với bạn một bí mật mà hầu hết các trung tâm đánh bóng xe sẽ không muốn bạn biết, rằng thực sự chiếc xe của bạn có bóng đẹp như bạn nghĩ. Thì tôi sẽ cho các bạn thấy ngay bây giờ. Khi tôi chiếu chiếc đèn chuyên dụng để soi vào, đấy các bạn thấy, liệu các chiếc xe có bóng đẹp như bạn nghĩ? Đó, nước sơn của bạn, đấy, bạn vẫn có thể soi sữa gương được, nhưng mà thực sự trên bề mặt sơn vẫn còn rất nhiều vết xước. Và đây không phải là một kết quả của một detailer chuyên nghiệp. Với một detailer chuyên nghiệp thì chúng tôi sẽ phải có trách nhiệm là xóa hết toàn bộ vết xước trên bề mặt sơn này mới phủ ceramic. Nhưng mà hầu hết các địa điểm đánh bóng và phủ ceramic ở Việt Nam thì thường sẽ không làm điều này. Và đây là một sai lầm mà khách hàng thường hay mắc phải khi lựa chọn một địa điểm để phủ ceramic. Trên đây tôi đã chia sẻ với bạn những sai lầm của chủ xe thường gặp khi đi đánh bóng và phủ ceramic. Thì hy vọng các bạn sẽ không mắc phải những sai lầm này. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt video này. Tôi có dành tặng một món quà cho bạn, một món quà nhỏ nhỏ. Thì bạn có thể click vào đường link đăng ký bên dưới để nhận món quà này. Chào bạn và xin hẹn gặp lại trong các video.